Dạ, con chào ông. Dạ. Sống với cháu nội con gái. Dạ. Giờ cha nó làm để ông nội nuôi đó. Dạ. Gia đình em có 4 người, gồm cha, anh hai, ông nội và em. Em không có mẹ. Mẹ em bỏ em từ nhỏ. Cha và anh hai đi làm hồ ở thành phố. Lâu lâu cha mới về một lần. Tôi là già ở bên nhà nước hỗ trợ cho tháng được 270 ngàn. Tôi uống thuốc mỗi ngày, đau tê cái tay chân đó. Năm nay nữa là 2 năm rồi. Em mong ước được có cái bài học mới để học tập tốt hơn. Gia đình em khó khăn quá nên em phải nghỉ học để làm phụ cha. Dạ, em học hết lớp 8 rồi em nghỉ. Cha em có bị xuất huyết bao tử. Đợt trước lúc mà cắt phi á, cha em đi tắm rồi cha em ói ra máu. Và năm trước thì có dây có nợ ngân hàng chính sách 15 triệu. Đến nay chưa trả được bộ hồ. Lương thì có không ổn định thì có 200 mấy ngày. Em sẽ cố gắng học tập tốt, có học mới thoát nghèo được. Cũng hãy cố mà lại làm kiếm tiền gỡ về quê. Xe chỗ nào? Quýt này thật là ngon. Anh phải hát nửa yến quýt. Nửa yến quýt này tức là nửa ký. Em mua để thử thách chương trình cơ hội đổi đời chị ơi. Nửa yến quýt. Anh ơi, nửa yến là 5 ký anh Long ơi.